MC Quốc Bình bị nghi bênh vực Hồng Phượng, chửi thẳng cộng đồng mạng là con điên, đề nghị lắp não. Cách đây không lâu, Hồng Phượng tổ chức buổi họp báo đính chính về loạt ồn ào liên quan đến vấn đề tranh chấp tài sản. Tuy nhiên vì lời nói cộng lý lẽ không đủ tính thuyết phục nên công chúng càng bức xúc trước những lời giải thích từ cô. Cộng thêm việc con gái Vũ Linh tiết lộ về chuyện phải quỳ lại, van xin mẹ con Hồng Phượng để được cho ba xuất viện đưa về nhà càng khiến dư luận phẫn uất đỉnh điểm tạo nên làn sóng tẩy chay chính là việc Hồng Phượng tuyên bố làm lá đơn cầu cứu cơ quan chức năng xin cho gia đình cô được sinh sống tại nhà cố nghệ sĩ Vũ Linh vì lý do vô gia cư. Trên mạng xã hội hàng loạt group anti mẹ con Hồng Phượng thành lập với tốc độ nhanh chóng và mạnh mẽ. Chưa dừng lại, đông đảo khán giả còn gửi tin nhắn đến những nơi Hồng Phượng đang công tác như đài truyền hình, hãng phim, các bầu show ca nhạc để yêu cầu cắt sóng hoặc ngưng hợp tác với cô vì lý do thiếu đạo đức thậm chí cộng đồng mạng còn liên tục thả icon phẫn nộ và báo cáo trang fanpage của Hồng Phượng bởi khán giả không chấp nhận một nghệ sĩ có hành động trái với luân thường đạo lý. Tuy nhiên mới đây, một chương trình game show có sự góp mặt của vợ chồng Hồng Phượng bất ngờ lên sóng truyền hình khiến cư dân mạng phẫn nộ. Đài truyền hình HTV vì thế cũng bị liên lụy, nhận báo đánh giá một sao từ khán giả. Giữa lúc đó, nam MC Quốc Bình bất ngờ đăng tải trạng thái được cho là ẩn ý bênh vực Hồng Phượng. Anh viết, cuộc sống luôn có những bất ngờ, những điều tưởng vậy mà không phải vậy. Trò chơi này cũng vậy, có những câu hỏi mình có đáp án nhưng lại không đúng với 100 người được khảo sát, vậy là chấp nhận thôi, chơi vui để biết đừng bắt ai phải nghĩ giống mình, người ta nghĩ khác nhưng miễn hợp lý là được. Trò chơi này quay cũng lâu rồi, từ khi gia đình con nhỏ đội bên kia chưa có chuyện buồn, thấy nó đi quay mà cứ thấp thỏm, có điện thoại gọi tới là nó giật mình vì sợ có tin dữ, chắc giờ phát sóng cũng bị comment nhiều lắm. Nghĩ nhiều bạn nick ảo cũng kỳ, ghét ai là comment trên mọi mặt trận không phân biệt, tôi quen biết, chứ nào có biết chuyện gia đình người ta ai đúng ai sai gì đâu. Sao dám phán xét gì, thấy bạn có chuyện buồn thì vào an ủi động viên vậy mà cũng kiếm vào comment để chửi bới không phân biệt. Dưới bài đăng nhiều tài khoản thả cảm xúc phẫn nộ, đa số cho rằng Quốc Bình đang bênh vực cháu gái Vũ Linh, cố tình giúp sức cho Hồng Phượng tẩy trắng, bị dân tình phản ứng, Quốc Bình nhanh chóng xóa bỏ bài viết, tuy nhiên dân mạng vẫn công kích anh với những lời lẽ khó nghe, bức xúc vì bị ném đá vô cớ, Quốc Bình đáp trả, nếu là người khác sẽ nói bạn là con điên, nhưng mình không nói vậy, mình chỉ nói bạn viết gì vậy? Bạn bình luận ai, ghét ai thì vào trang người đó, mắc gì đi sang trang của người khác. Đề nghị chị lắp não vào đọc cho kỹ, tôi bên ai, bênh hồi nào, chị xưng là chị chắc cũng tự tin là lớn tuổi đấy, mà lớn tuổi rồi thì chịu khó suy nghĩ đi, nghĩ cho não nó làm việc chứ đừng để tứ chi hoạt động không thôi. Trước những bình luận đáp trả của Quốc Bình, cư dân mạng tiếp tục ném đá, đôi co tới cùng với nam MC, thậm chí họ còn đào lại phát ngôn khán giả không nuôi nghệ sĩ của anh trong quá khứ. Một số bình luận của khán giả, sao xóa bài báo rồi anh để cho mọi người vào bình luận xem họ nói gì anh. Bạn sống nhờ tiền khán giả thì khán giả có quyền tự do được bình luận nói theo cảm xúc, cảm giác khi xem diễn, đó là sự góp ý của khán giả. Nhìn lại cái follow của mình mua bao nhiêu tiền vậy Quốc Bình. Nhờ tẩy chay Hồng Phượng mà biết thêm một MC không tôn trọng khán giả. Tiền lương của bạn là tiền khán giả đóng hàng tháng đó bạn. Thấy Facebook ghi là người của công chúng mà đi hơn thua với khán giả, làm MC phải tìm hiểu từ hai phía đúng sai chửi khán giả, có để yên cho MC không? khuyên một câu nên xin lỗi khán giả trên mạng xã hội, nếu không, ad sẽ bị cộng đồng tẩy chay ngay lập tức.